phần đa những người mà trẻ mà quay tay ấy, mà gọi đến đến mình ấy, thì lại thường là chủ yếu là trên 90% lại là công nhân. Không hiểu sao tự nhiên lại là công nhân nhiều thế. Thế thì khi mà ngẫm lại thì nó có mấy vấn đề. Thận thì nó tàng khí và nó tàng tinh, và nó thể hiện bản lĩnh khí lực. Trẻ có tí tinh, tí khí, tí tốt, dưỡng chất tốt ấy, phá bằng hết. Nên cũng hiểu đồng chí này này, mất phương hướng, trầm cảm, lo lắng, sợ sệt, mất cân bằng. Rồi thì lại cái khó của những cái người mà thận nó yếu thì không thể làm kinh doanh được đâu. Những người thận yếu rất khó để làm kinh doanh. Giỏi lắm mới được gọi là được một số, còn chủ yếu là nếu 10 người quay tay thì giỏi lắm được khoảng 0,5 người là làm kinh doanh được. Còn chủ yếu là bởi vì nó lo lắng, sợ sệt. Nó cái gì nó cũng sợ sệt thì làm sao nó làm được việc lớn. Cho nên là chỉ khuyên với tất cả các bạn trẻ là còn thì lên giữ, và nói chung là tránh được cái nào hay thế đấy. Để ý ngay các cầu thủ Brazil thì nó kiếm được rất là nhiều tiền, ăn chơi nhảy múa thức đêm thức hôm, gái mú lung tung tinh. Tuổi thọ cầu thủ rất là ngắn, trên 30 tuổi. Trong khi đó những người châu Âu người ta có cái chế độ sinh hoạt điều độ thì tuổi thọ về cầu thủ rất là dài, đồng nghĩa với việc người ta phải có những cái luận giải khoa học chứ. Nên khuyên các anh chị, các bạn trẻ là nếu mà có chót thì thôi bớt, hoặc là giảm ngay lập tức, hoặc là nghỉ ngay lập tức và cố gắng sinh hoạt điều độ. Có điều kiện thì dùng thảo dược để hồi phục, nhưng không có điều kiện thì sông muối vào lưng tập, rồi dần dần nó cũng có cơ hội hồi phục. Đương nhiên nó sẽ không được 100% như cũ, nhưng mà ít nhất là nó còn có cơ hội. Để chúng ta có một cái câu nói rất là kinh điển của cụ là quay đầu vẫn là bờ nhé. Xin chào.